mới chạy giật gì? Chạy đi. Gì? Luôn. Con đâu mà? Nó đói. Con này cũng mười còn nữa. Chưa mà mới bắt nữa còn nữa. Để sáng người lại nhiều lắm. Thả ra ngoài nữa rồi. Đâu vậy? Ông dớt từ trên đầu dớt vô á. Trước mẹ, từ từ, còn lại. Đây, cái bắt cá anh em ơi. Trời ơi, cá đi. Có gì vậy? Cái nâu hả? Ừ. Dớt trúng số luôn kìa. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cái nâu quỷ quá. Anh ở đâu anh? Qua đây anh bắt anh. Ờ, anh ở đâu vậy? Bắt hồi. Anh đó à. Qua bắt hồi đúng rồi đó, qua bắt hồi đó. Gây, bên kia là chú bắt đúng không? Ủa, có máu, có cá rồi mọi người. Anh có vô cái lỏng ở trong chưa? Vô tới chồng giặt nữa buồn rủi nó tóc lui nè. Không có gì hết trơn á. Gì vậy? Ừ. Có cái đụng ở trong mà. Hết trơn luôn rồi, không dắt vô cạn hết trơn luôn rồi. Nè, cái vợ của Quỳnh nãy gì đó hả? Ừ. Xương cá nữa người. Gì cái gì đó mà tóc lui giờ á. Lựa hay quá. Thấy ghé không? Chừng con cá đói của Dương này em thả nha. Đúng rồi, em giờ làm đó. Để ngồi chơi. Để đưa lên nó chào anh cái nữa rồi mấy
anh em mình em vô chổng nấu nước ăn cái rồi chuẩn bị sáng mình về. Tắt đèn chứ mà. Dạ cảnh xưa kìa. Đây. Thôi em về luôn anh ơi. Ờ rồi nhá. Về luôn ha. Rồi nhá. Em bây giờ em về giống để chế biến ra xong rồi sáng ăn cho nó gì vậy. Rồi ok. Rồi nhá. Dạ rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Thao đi làm luôn nè. Chỉ có mình ăn cá chém nó chết rồi, còn mấy con cá nâu, cá đối nữa. Ờ, còn sống còn đóng góp chưa kìa. Bé con cá là còn sống. Quá trời cá luôn rồi. Cái giò con quy bằng có cái đuôi con cá hả? Một bị ngang nó một gan tay bằng cá này sao gan, cái căn con được này bị hư rồi quá thiệt, bảo đảm luôn á. Con cá này không có dưới 6 kg đâu. Ấy không có dưới 8 kg đâu. Chèm chèm 2 tấc 3 luôn á. Mấy cá bự rửa mấy cá bự. Ừ, rửa cá bự nước đi. Mấy con ghẹ vô ngay luộc đi. Bỏ đây nè, bỏ đây nè. Nó ngót luôn, luộc vậy. Nó ngót luôn. Cho ngọt nước. Có thể nấu mà. Mấy con nó bỏ lên. Nó tới lên luôn, con cá hết không. Bây giờ mình để lên tấm thớt nè. Đó, bây giờ mình tắm rửa cho em nó sạch sẽ ha. Rồi giờ mình sẽ cạo đó. Mình sẽ cho nó tắm rửa sạch sẽ rồi mình kỳ cỏ nó ha. Đây. Dính nhớt á. Dính chảy mấy. Quay dính, kỹ đây nè, quý ơi. Dính chắc á. Lại làm gì được. Trơn quá. Trơn quá ha. Ây dồi ôi. Ây. Thôi con cá cực quá vậy. À. Nằm im coi. Nằm im gương, anh tắm rửa sạch sẽ ra. Nãy giờ cạo được có mới có phần nữa, cái có con lỗ. Ấy sao mày. Cầm hai tay cũng được, tay không nổi đâu. Ừ, dạ. Hình như là em hứng hết trơn luôn á. Nhiều hứng như vậy hả? Không, anh tại sao anh tập trung vô cái nó hơi khó à, phải không ạ? Hình như mình thắng trận này mình hơi lỗ ta. Anh tập trung vô á. Không có trời hả? Đó, ok đó. Nó chịu đi rồi, là nó đi à. Để mình coi cái dãy nó mà lớn nha, mình lấy cái dãy lên đây. Cái. Đây, cái dãy bằng ngón giò cái mình luôn á. Kinh khủng chưa? Phải nói chứ, đó giờ em mới ăn con cá bự gì lần đầu tiên đó chứ. Vô nhà hàng cũng chưa có bự gì nữa đúng không? Ừ. Bữa em ăn con kia có kiếm mấy à? À, bữa ăn ở dưới vườn dừa đúng không? Ừ. Kiếm mấy mà cá cũng bớ thì nhiều. Ừ. Da là bé không vậy ta? Rồi sao mà cắt được đây? Đúng. Cướp đường mình chặt nó lộn nó bay rồi. Thằng dắp bét cái đuổi cái. Mỗi đường đi lên mình đâu rồi ta? Nặng á. Vậy luôn hả? Bưng mâm. Đang bưng mâm mà. Cá mà hai thằng khiêng luôn trời. Hai thằng ăn khiêng mà nghe nặng luôn mà được con cá này 6 kg trời ơi trời. Cái cần 6 kg mà. Bây giờ cá mình xong rồi, giờ mình sẽ chế biến nha cả nhà. Này mình sẽ nấu ngót nha. Tỏi. Đó. Cái dao đập tỏi sướng luôn quay. Sẽ bỏ vô cái bọc lại đi, nó mình quăng lum nó dơ lắm, mình cái này nó nhỏ mình khó. Thấy chuyên nghiệp chưa? Ớt. Tự nhiên mình bầm tỏi ớt mà mình thấy mình chảy nước miếng, mình thèm là sao ta? Ăn xong rồi kìa, bắt nhĩ lên đặt ơi.
Ồ chưa nóng hung luôn coi. Mà kệ đi, giờ giờ tỏi ớt của mình nó vàng rồi nha. Quá trời nồng rồi. Mình sẽ đổ nước vô. Đúng rồi. Phía xa xa kia là em được mình đang chuẩn bị nướng mấy con cá đối nằm trên cái cối đá ở đây, gọi là con cá nâu nằm trên cối hà. Bây giờ mình nướng xương xương để hồi mình đem lên kia vừa ăn vừa nướng lại nó nóng thôi. À. Mình nướng xương xương à chứ không có nướng chín. Khét luôn rồi còn gì nướng xương xương. Ôi chảy mỡ kìa. Ôi nhìn món gì. Nói chung là bữa nay anh em mình đi cái chuyến này là sao? Im không? Tại mấy cá nâu là các bạn ơi, mình quay cho cận cảnh luôn, con cá nâu nào cũng nó bằng tay luôn đó nghe, cá mở chảy. Hả? Cá chép à? Không biết nữa. Ồ con cá nó chảy mở dữ vậy ta kìa. Rồi. Là chín rồi đó. Tại mình nướng. Ừ. Thôi. Chủ yếu là nướng cho nó vừa é thôi, cho kéo đó. Cá nâu này là em nghe nói ở dưới Cà Mau có câu nó nhìn cá rô mình nhìn vô. Ừ. Ồ nhìn ngon quá vậy. Luôn lấy dĩa đây ngồi chi vậy Khánh đi. Nội cái nâu này không? Hả? Mà lấy dĩa ngồi sẵn luôn nè. Dương. Gì? Nếu mà cái nâu này em tính vô chương không hả? Cũng gần 500.000 này. Cá này ký 221 222 cá bự bự nè. Dạ. Ừ. Trời tám con này ký mấy không ư? Ừ. Cá nhỏ nhỏ này rồi thì có 150. Cá này nè, cá này có 150 nè. Như 400.000 đó không rẻ đâu. Ừ. Không lỗ đâu. Chủ yếu là mình đi vô chơi thôi. Đúng rồi. Tại kia thì nói chung là cũng ngang ngửa với mình thôi. Ừ, tại con cá ảnh bự hơn, cá của ảnh bắt bự hơn, cá mình nhỏ hơn nhưng mà cá mình cá bổ nhiều. Đây em được mình đang nướng mấy con cá nha. Đó. Nhân hồi mình ăn. Đây cái nước mình cũng gần sôi nha, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình bỏ cái cà chua vô nha. Có mấy ghẹ này nè, bỏ vô cho nó lội luôn cho nó ngọt nước nè nọ. Mấy nghêu này bỏ vô cho nó ngọt nước cho nó có cát đúng không? Mấy nghêu này mới sáng giờ mình không gọng ta. Có gọng mà gọng khô. Gọng khô hả? Em được mình đang thả cá vô nha. Đó. Được rồi, thứ này thứ mà. Wow, cái đầu con cá thả cái này luôn rồi. Đây là cái cá nóng ngót của mình nha. Quay nó bị đây, bỏ bỏ này đây cá nướng. Wow, này nó hấp dẫn chưa. Đây là hành viên của tem mình. Được. Đây là vợ của Được. À, vợ của Dương. Hôm nay anh em mình làm cái thằng quả. À, em gái Trăng. Đó. Đây là nãy là người hùng của đêm nay ôm nguyên con cá chẽm. Đây là Vắn với lại Thội. Đây là Đạt. À, có em Quy, anh Dũng luôn. À, mình không biết cái này nó chua không đó nha. Giờ mình vô đây, anh em vô đi cầm đũa đi nhắn lên. Nhắn vô. Có cái giá mà anh trai. Đây này. Chắc kìa quánh quá. Mà hàng chi mình kêu Trang vô mấy đứa nó nhìn mình không à. Cá ra đi chứ anh Dương. Từ từ để mình thử mấy nước cái nước coi. Thế nên cũng hơi lạ xíu. Chua. Không, hơi chua chua mà hơi mặn mặn. Ủa lạ quá. Mày. Đây. Là thử luôn đi. Ủa cái món này đầu tiên cái đây nè, bây giờ mình sẽ review cái miếng cá chẽm cái nha. Thịt cá chẽm đó. Một cục luôn. Chấm với nước mắm ớt. Wow. Đây, mời cả nhà dùng với mấy anh em mình nè cả nhà ơi. Dai không? Thịt nó như thịt gà luôn, trời nó dai như thịt gà lắm. Thử cái đi Đạt ơi, để được ơi.
vô cái chứ. Vô ăn mừng cái. Mình để cái lon này hình như là hả? Mấy anh em mình vô cái. Anh em mình 1 2 3 vô ăn mừng. Vô ăn mừng chiến thắng ơi. Chiến thắng ơi. 1 2 3 vô. Mấy anh em mình dùng luôn nha. Anh nghĩ là cá này mình gấp qua bên bển một khúc bển để bển cho bển ăn, bên nữ bển ăn thì vậy không tới rồi. Chín rồi đã quay nè. Chín hả? Còn mình trả lại cho được rượu wheel cái coi. Nè, để bên bển nè, mấy đứa ăn nè. Đây là con cá chim đó cả nhà, mình sẽ rượu wheel con cá chim. Ôi nó chảy nước. Quá trời chim. Ô quên, quá trời ngon. Mời cả nhà dùng với mình ha. Cái này mình sẽ lột da ra. Ố, nó trắng tươi. Cá chim quá giờ nhiều nước. Đó. Mình sẽ cầm nguyên cái con cá gì luôn. Lẹm cái. Còn cái nào. Ê, sao hồi nãy mình thấy nó hơi không? Từ 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 để vô đây cho con này nướng nướng. Nướng này chấm ớt nè. Lẹm cái coi. Mời cả nhà dùng cá nâu nướng nè. Mình định để đây. Mình mượn cái chén thôi, mượn chén cho mớ thôi, mình lấy chén mình. Không. Ngon. Nó ngọt cực kỳ. Mời cả nhà luôn nha. Ê, nãy giờ ghim cái mít kìa, mít kia dục đâu rồi? Mít kia dục áo không cho đậu. Béo quá. Lúc làm cá giờ béo mít quá. Trải nghiệm cảm giác ăn cá nướng mình bắt lên nè. Ăn liền nó ngọt quá. Sao ai nghĩ chưa nhỉ? Còn nắp thôi kìa. Nồn chết. Mấy con cá nồng nó béo nặng dễ nhắn. Vậy mà chơi. Rồi, anh biết em nói gì rồi, ăn đi. Rồi, cả nhà ơi, thì cái mâm của mình cũng ăn cũng sắp xong rồi ha. Thì mình chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Đó. Đây, em được. Đâu rồi? Cái gì? Ồ, cái xương đậu mà ba dài đó hả? Em mới lẹm luôn. Mới lẹm cái đậu luôn hả? Mới lẹm cái đậu rồi, luôn. Mình chào tạm biệt cả nhà đi rồi mà hẹn cả nhà clip sau nha. Bye cả nhà. Quá trời đã rồi. Rồi một hai ngày một ngày một đêm của mình ở Đồi Nhái đã kết thúc nha cả nhà. Thì giờ mấy anh em mình chuẩn bị quay về. Đây. Đó. Rồi mình anh em mình chuẩn bị quay về nha. Trả cái liều này lại cho chủ người ta. Đây Huy với anh Dũng đang chụp hình cái hoàng hôn lên. Ô là bình minh hả? Vậy là mình nói lộn hả? Đây mặt trời vừa lên đây nha. Rồi bây giờ anh em mình chuẩn bị kết thúc cái hành trình đây, mình sẽ quay về.